energy. Mỗi một lần làm cho khách xong là thấy con tay được làm được thanh nhé. Thấy chưa? Dạ. Cây viết của cô rồi. Cảm ơn. Không, chị Phiến chị cảm ơn không? Thì có cây cây viết. Ở bên nhà rồi hả? Này, găng tay phải sạch sẽ cho khách hàng. Nghi nhớ chưa? Nghi là... Cái này cũng còn sạch nè. Cái đấy tuy là vẫn còn cái này là cái mới đâu, cái đấy là cái bọc bát rồi. Ok, nhìn nha, cô không có thời gian để đặt lên đây. Nên nhiều bạn rất hỏi là tại sao không đặt mụn lên trên găng tay đi, bởi vì nó mỗi một ca mụn ấy cô làm rất chi là nhiều, có ca hàng tiếng đồng hồ mà cô cũng ngồi thời gian để cô nhặt mụn lên tay ấy, thì lấy đâu ra thời gian để cô làm. Đây là mụn ẩn này, quay cho mọi người xem. Chứ mình vừa làm cho bé được xong một bên má rồi, bạn nhìn nhé. Những con mụn của bé thì không hề nhỏ. Có con nào sâu quá thì mới phải chọc. Thế nhưng mà mình thì ít khi phải chọc lắm, bởi vì là mình có con nào sâu quá thì mình mới chọc các bạn nhé. Cái vùng trán của bé Thành này thì nó khỏe nên là mình nặn rất nhanh. Nhưng mà những cái vùng má của bé là bị gần như là lát hết rồi, mọc mụn mủ nhiều. Nên là mình phải lựa từng con một mình mới lấy được. Nhìn kỹ nhỉ. Đó. Em cố gắng nè, mấy con ở đây hơi đau. Đôi mắt hơi đau. Cố gắng lên con trai. Cố gắng lên thì da sẽ nhanh đẹp lắm. Giờ đầu năm học là không ai nhận ra Thành. Bạn không thể nào nhận được ra Thành. Bạn sẽ hỏi Thành: mày Thanh Mỹ mụn đi đâu hết rồi? Đây là một chỗ của bé Thành thôi đấy các bạn. Mình chưa đi ra mở rộng hết vùng trán đâu. Bạn nhìn nhá. Các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ cho mình đi. Các bạn
bạn thấy những cái pha lặn mụn này của mình hay thì các bạn chia sẻ nhé. Bạn nhìn đấy ạ. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con. Cô lặn mà buổi hôm nay mấy buổi sau nữa là cái trán là hết sạch mụn luôn. Để nhà bôi thuốc đầy đủ cho cô. Hôm nay cô cho cả thuốc uống nữa còn đỡ nhanh lắm. Các bạn thấy hay các bạn chia sẻ giùm mình nhé. Cho các bạn xem lại, con mụn này rất chi là sâu. Phải có cách lấy nè. Nhìn nhá, gắng lên con. Đấy. Với những cái da khỏe thì mới lấy được như thế nhé các bạn nhé. Da yếu là các bạn không lấy được đâu. Da yếu là các bạn phải dừng lại ngay. Các bạn phải đợi thuốc hỗ trợ cho nhé. Các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó. Nhìn nhá. Tiếp này, sang đây mình sẽ đi sang những cái vùng khác. Đây là mới có một vùng thôi mà đã tầm mười mấy phút rồi phải không? Đấy. Thành cố gắng lên con. Nó mọc liền nhau. Mình sẽ lấy hết dứt điểm cho bé nè, cái khu vực này. Mình chỉ lấy 2 buổi nữa thì là cái trán của bé sẽ hết. Thực tế ra bé rất chi là nhiều nên là phải chia ra. Chứ không đau lắm các bạn ạ. Con nào khó lắm thì tôi bắt buộc tôi phải chân. Đôi chân còn chưa. Đấy, chân bám chắc còn chưa lên nhé các bạn nhé. Mà chọc rất chi là sâu đấy. Bạn nhìn thấy không? Cố gắng lên con. Bạn nhìn nha. Cố gắng lên con. Đây là số 1, số 2, số 3. Đấy. Mình không có thời gian để lên tay. Để cho các bạn mình gạt đi và mình cho bạn xem. Đấy, bạn nhìn nhận. Thấy chưa? Có những con nào mà chưa lấy dứt chân thì các bạn để tí nữa da nó hồi rồi các bạn quay lại lấy. Cái da mụn là nó sản sinh là không chăm sóc như thế được đâu Tình ạ. Các bạn phải đi đúng nguyên liệu trình thì nó mới nhanh khỏi Tình ơi. Đâu cứ phải đỡ mụn một cái lại một tháng mới đi một lần thì chết. Cảnh báo cho các bạn 15 đến 17 tuổi thấy mụn cái là các bạn phải đi xin phụ huynh cho đi xử lý luôn nhá. Không để như thế này đâu. Để thế này là hỏng rỗ hết mặt đấy. Đấy, bạn thấy không? Nặn cong cây kim luôn. Đó, các bạn nhìn đấy. Các bạn thấy hay các bạn chia sẻ giúp mình. Thấy chưa?
mụn của em Thành này cực kỳ sâu, đã sâu lại còn to. Cố gắng lên con, cố gắng lên chàng trai. Thành là sinh năm 2001 phải không con, hay 2002? Này. 2002 à? Mình sẽ lấy mụn cho bé Thành này xếp hàng các bạn ạ, theo từng lớp một. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Bé chịu đau giỏi lắm các bạn ạ. Bé chịu đau giỏi này thì mình chữa cũng nhanh lắm. Mình chỉ cần là loại bỏ sạch mụn cái là mình đi vào tiêu chân mụn. Với mụn của bé Thành này thì mình phải chữa cả bên trong nữa các bạn nhé. Tuyến bã nhòn nhé các bạn nhé. Gắng lên con. Nhìn nhá. Đó. Đáng lên nhá. Hôm qua được lửa cái chán rồi. Hôm nay con lặn cái khu vực mà hôm qua con đau. Đó. Nhìn đây nhá. Cái con bên cạnh nó rất chừng là lì. Chọc kim vào nhưng mà nó vẫn không thành lên. Đấy. Phải sang dứt điểm cái chân. Cố gắng lên con. Nhiều con nó sâu quá. Chiều nay cũng một ca mụn khủng nữa. Cái mụn của cái bạn mà hôm mụn lưng ấy Hằng nhớ không? Đã. Đã đặt lịch chiều nay đấy. Cháu này nó còn nặn cả mặt đây này cô này. Không một tiếng kêu. Thôi tắt đi con ạ, mỏi quá rồi. Thôi con đứng ở đó mà ngồi nhớ tê cái chân. Xong rồi cho Thành nghỉ một lúc để nặn má bên kia. Cái đoạn này hôm trước này là nhiều, hôm nay đỡ không? Hôm nay đỡ hết là cái chỗ này này.
nốt con này thôi, nốt con này thì nghỉ vậy nào. Rồi, nghỉ dậy nào. Đi.